bờ sông Giao Hòa, khu vực tiếp giáp giữa sông Giao Hòa và sông Tiền thuộc ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre liên tục xảy ra sạt lở. Hiện sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét, dài khoảng 30 mét, làm khoảng 300 mét vuông đất bị sụp xuống sông. Đường giao thông huyện lộ bị cắt khiến người dân không thể lưu thông qua đoạn này. Hai trụ điện trục thế cũng phải di rời, xung quanh khu vực sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp diễn. Ở đây thì nhà cửa sắp đất lở tới, tôi với vợ tôi có hai vợ chồng già, mà giờ tôi không có nguyện vọng nhiều, xin cho tôi cái nền nhà với tiền để di dời cái đồ đạc lên tới chỗ mà cái miếng đất được ở đó. Chứ còn bây giờ tụi tôi già rồi, tôi 86 tuổi, vợ tôi 83 tuổi mà vợ tôi tật nguyền, giờ đi không được nữa. Đi phải ở xa, phải đưa rước cổng đi chứ còn không có đi bộ được. Dạ, tôi yêu cầu vì tôi đời nào giờ nghèo khổ, mà tôi ở đất độ không mấy chục năm nay, không có chỗ ở, giờ sạt lở tới, yêu cầu của tôi cho tôi được một cái nền nhà, chỗ nào mà được nó không bị sợ hãi nữa và cuộc sống nó được bình thường. Vì tôi già nay 86 tuổi, vợ tôi chết, tôi cho ở chỉ một đứa con nữa thôi, đứa con gái. Tôi yêu cầu nhà nước cho tôi một cái nền nhà ở chỗ nào mà được cho nó tôi khỏi sợ hãi và được sống được yên ổn trong lúc tuổi già. Từ khi hệ thống cống đập Ba Lai bắt đầu vận hành vào năm 2002, dòng chảy từ sông Ba Lai đổ ra sông Giao Hòa làm thay đổi dòng chảy rất mạnh, gây ra sạt lở nghiêm trọng đã nhiều năm nay. Ước tính khu vực bờ sông Giao Hòa sạt lở đã làm mất khoảng hơn 10 hectare đất và nhiều hộ dân phải di rời. Được biết, khu vực sạt lở nằm trong khu vực thuộc công trình cống Âu Thuyền Giao Hòa, An Hóa, huyện Châu Thành, Bến Tre, thuộc dự án quản lý nước Bến Tre GECA3. Đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 làm chủ đầu tư. Địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng sắp xong, tuy nhiên dự án này chưa được triển khai.